À, hôm nay là buổi sáng ngày 12 tháng 2 2019. Đỗ Sinh đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Nơi đây hai ngày nữa sẽ diễn ra buổi khai mạc trưng bày đầu xuân năm mới sinh vật cảnh Bắc Ninh. Hôm nay là buổi đầu nhận cây, những tác phẩm mang đến từ khắp mọi miền Bắc Ninh cũng như các tỉnh phía Bắc, kể cả khu trung tâm thương mại. Những cây trưng bày trong triển lãm và những nhà vườn đã mang đến khu thương mại tương đối nhiều cây. Và đến hẹn lại lên cứ ngày mùng 10 tháng riêng, năm nào cũng vậy, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Cái bắt tay là thể hiện là đồng ý chính xác. Mình đang lấy một số cái hình ảnh buổi sáng nay tí, mình đang làm trực tiếp rồi. Những hình ảnh rất là thân quen đối với chúng ta. Đến với Kinh Bắc đầu xuân năm mới, Đỗ Sinh sẽ gửi gắm ngay với các bạn những cái hình ảnh của những người đam mê rất là gần gũi. Rất là nhẹ nhàng nhá. Thì cứ cắp lách này rồi mang đi thôi. Rồi. Vâng, với cái không khí rất là sôi động, tất cả các cái ngã đường dẫn đến với trung tâm Kinh Bắc, tôi gặp từng đoàn xe một, các anh từ các tỉnh trên toàn miền Bắc. Có một ông hỏi là có phải giọng nói này đúng là giọng Đỗ Sinh không? Đỗ Sinh rồi, 100% rồi. Thế thì tôi trả lời anh bằng một cái bắt tay đi. Vâng. Cái bắt tay này thể hiện là sự đồng ý và chung niềm đam mê. Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ Đại Bái. Rồi. Đây đây chính anh em ở Đại Bái mình mang cây đây nè. Vâng. Đỗ Sinh xin chào các anh nhé. Làng Đúc Đồng Đại Bái, tôi có một anh bạn gọi điện cho tôi là trong cái triển lãm này sẽ đến để gặp gỡ Đỗ Sinh, đưa Đỗ Sinh về làng gò Đúc Đồng Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh. Không, có một anh chắc ông Đoàn, tôi nhớ rồi, Đoàn. Đấy, ông nói là đại diện là câu lạc bộ sinh vật cảnh sẽ thế này. Hôm nay tôi được gặp ông là ông chủ nhiệm luôn. Ôi trời, rất tuyệt vời rồi. Thế anh tên gì nhỉ? Tôi Nguyễn Tấn Hạng. Anh Nguyễn Tấn Hạng. Nguyễn Tấn Hạng à? Rồi. Thế thì là khu nhà văn hóa đây. Ngày mùng 10. Vì ông hẹn tôi là mùng 10. Ngày kia khai mạc. Thì đến đây gặp nhau xong đưa nhau về dưới. Và đi quay cái số cây của anh em mình ở đây. Vâng. Của câu lạc bộ. Rồi, thế thì đúng rồi. Đúng Đại Bái đấy.
đoàn đoàn đúng rồi đoàn. Nghe tiếng vâng. Đúng. Nghe tiếng đúng. Đúng. Hội sinh vật cảnh. Không, đây ghi rõ là câu lạc bộ sinh vật cảnh mà. Đây là hội sinh vật cảnh của đại xã Đại Loan. Không. Đây là câu lạc bộ của làng mà. Thế bây giờ tôi chụp cái hình lên đây là tôi nói là câu lạc bộ chứ. Rồi được. Đúng rồi. Vì tôi với ông Hạng vừa bắt tay nhau giới thiệu là câu lạc bộ sinh vật cảnh nghệ thuật làng Gò. Vâng. Đúc Đồng Đại Bái. Đây rồi, nó rõ ràng rồi, có biển đây rồi. Vâng. Mình nói phải nói theo chữ. Đúng rồi, phải nói theo chữ. Ông đăng chữ thế nào ông phải đọc như thế. Vâng rồi. Rồi, thế là canh phải thông cảm tôi thế nhá. Vì tôi thấy bác có tuổi cái bác nói thế tôi rất ngạc nhiên. Đấy, đây là những hình ảnh của các anh trong câu lạc bộ sinh vật cảnh nghệ thuật làng Gò Đúc Đồng Đại Bái Gia Bình Bắc Ninh đã có mặt tại trung tâm văn hóa Kinh Bắc với những tác phẩm rất đẹp của mình. Đỗ Sinh đăng tải hình ảnh đầu tiên để chúng ta được nhiên tác phẩm này tôi ở đây được khoảng Đỗ Sinh đây đây này. Được bao nhiêu ạ? 47 tác phẩm. 47 tác phẩm. Đó là cái lượng thông tin quan trọng nhất là ở các anh làng Gò Đúc Đồng Đại Bái mang đến đây 47 tác phẩm tất cả. Vâng, cảm ơn các anh. Để chia sẻ được kỹ càng hơn thì tôi xin khất các bạn là ngày mai và ngày kia, nhất là ngày kia khai mạc tôi có mặt ở đây, thì tất cả các cái tác phẩm của câu lạc bộ sinh vật cảnh nghệ thuật làng Gò Đúc Đồng Đại Bái Gia Bình Bắc Ninh Đỗ Sinh sẽ đăng tải lên cho những người đam mê trong cả nước được thưởng thức. Tôi chớp cái hình ảnh chung này để tôi đưa lên giới thiệu với các bạn trong cả nước được biết tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Ngày kia, ngày mùng 10 Tết Kỷ Hợi sẽ diễn ra khai mạc trưng bày cây cảnh nghệ thuật với quy mô rất lớn. Đó là cái thường lệ hàng năm tại thành phố Bắc Ninh. Cứ mỗi độ xuân về. Thế cái tác phẩm viên chắc không xong không ạ? Cái này không để bàn. Cái tác phẩm viên là không xong. Tác phẩm viên. Các cái này là để khi. À rồi, đặc biệt quá. Cũng là một cái nét mà tôi cũng muốn đề cập ngay. Đây là một cái chi tiết đặc trưng cho làng nghề chúng ta. Là Đúc Đồng Đại Bái. Nhưng lại là một cái đôn để đưa một tác phẩm lên. Thì tôi đang muốn nói là tác phẩm nào được vinh dự mà đặt lên cái đôn như này. Đâu ạ? Đâu cây nào ạ? Đây, như vậy là cái đôn rất đặc biệt này là có hai chiếc ạ. Hai chiếc đôn gắn với hai tác phẩm. Giá bây giờ mà các anh bố trí xong vị trí để thì tôi sẽ chia sẻ luôn hai cái tác phẩm với hai cái đôn mà là những cái chi tiết đặc trưng cho làng nghề của các anh. Đẹp quá nhỉ. Anh Bảo ơi, xuống cái này cái đấy coi nhận hai cây rồi nào. Không nghĩa là tao đi là xin bổ thôi, cái phụ tử cái phụ tử đắc tử khác mà thanh đây là thanh mẫu tử ba này bốn nha đến cái cây này mau lại đấy, cây xoay ra mới đúng giờ này được cái ngược để dưới to bé để trên này ông to để dưới này cây vừa lấy để đây là đẹp rồi hai cây ra đây bác chào bác Đỗ Sinh nhé. Chào các bạn nhé. Vâng nay bác đến làm mình vừa đến xong vừa được 10 phút. Mình đang làm trực tiếp cái này lên để thông báo với cả nước là công việc nhận cây ở đây rất đang sôi động như này. Vâng, vâng ạ. Tiếng bác lâu hôm nay mới được gặp. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta thấy là công việc của ban tổ chức rất là nhộn nhịp.
các anh đang nhận những cái tác phẩm và trao thẻ. Ở cái dãy này tôi thấy đa phần những tác phẩm có cái bóng dáng kích thước tương xứng với nhau, rất là đều cây. Đều tăm tắp. Không còn lái xe để về chạy chứ vậy. Một số cây thì ngoài cái bàn kê bằng inox ra, trên đó các anh làm những cái bệ bằng gỗ đã tôn vinh cái tác phẩm của mình lên rất là sang, nhìn rất là sang trọng. Đẹp, cây dày quá là mất đẹp. Hơi dày anh ạ. Hơi dày bởi vì tôi thấy có những cây là chập tán nhau. Cây cảnh mà cây tán chạm tán thì nó lấy cái hình bóng dáng tổng thể nó bị ảnh hưởng. Tán nọ chạm tán kia. Đây chắc là để tạm thôi. Vâng. Những cái tác phẩm xanh rất là đẹp rồi. Đẹp quá. Không kê thì không ai người ta dám để chạm tán rồi. Chạm tán thì khi lấy cái bóng dáng thì nhìn nó không đẹp. Đẹp quá nhỉ. Cái lô cây này của đơn vị nào anh biết không? Vì đây chưa trao thẻ mình chưa biết được. Vì các anh đang trong quá trình nhận cây mà. Cây mùn mà có. Vâng, tôi thấy là cái bóng của những tác phẩm này rất giống nhau. Kích thước. Không biết là của Đông Thọ. Ở đâu ạ? Đông Thọ. Đông Thọ. À, ui giời đẹp nhỉ. Mà nó tuyệt vời đấy. Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh. Cây rất là tinh rồi, mịn. Với cái thời lượng video giới thiệu tại Kinh Bắc Bắc Ninh, Đỗ Sinh cũng đưa cái không khí chung. Từ video sau, Đỗ Sinh sẽ chọn những cái tác phẩm của mình chia sẻ kỹ hơn. Đây là chỉ là cuốn video đăng tải cái hình ảnh chung, cái không khí của buổi đầu nhận cây, khu vực triển lãm cũng như là khu vực cây thương mại tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Đây là cái hoạt động hàng năm thường kỳ vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, thường xuyên được ban tổ chức Hội Sinh vật cảnh tỉnh thành phố Bắc Ninh tổ chức. Chào nhá. Vâng. Tại đây còn có nhiều những cái sinh hoạt văn hóa nữa, ví dụ như là trưng bày cây cảnh nghệ thuật, thi hát quan họ. Đó là hàng năm thường là tổ chức tại Văn hóa Kinh Bắc. Trước khi kết thúc cuốn video ghi lại những hình ảnh sôi động như thế này, tôi giới thiệu với các bạn một tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Đẹp quá trời luôn.
Vâng, chào bác. Vâng, đây là những cái tác phẩm các anh mang đến nhưng mà đang chờ để đưa về vị trí ổn định và kê lên những cái đôn, những cái bàn trong khu vực triển lãm. Với hình ảnh này, Đỗ Sinh xin dừng hình tại đây để chúng ta chuyển tiếp những video sau. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết. Chào Đỗ Sinh. Cứ gọi điện đi, gọi điện đi, xong anh em mình coi. Đỗ Sinh. Vâng. Đỗ Sinh à? Bắt tay anh cái. Hãy xem kênh của bác. Vâng, bây giờ Đỗ Sinh xin dừng hình nhé. Chúng ta đã được chứng kiến cảnh rất là sôi động trong cái buổi nhận cây đầu tiên tại triển lãm Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc Bắc Ninh. Từ video sau, Đỗ Sinh sẽ giới thiệu theo một cái lối chung, tức là giới thiệu từng tác phẩm một để chúng ta cảm nhận được cái nét đẹp của bonsai nghệ thuật tại đây. Các anh, các chị, bác đưa cây đến đây rất là phấn khởi, hồ hởi. Và thực sự là có những cái tác phẩm rất là đẹp trong những ngày lễ trưng bày như thế này. Mình vừa đến được một lúc. Mình đang lấy cái hình ảnh sôi động như này á. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh.